Hôm nay tôi vô tình đi lạc vào một con hẻm rất là sâu ở quận Thủ Đức. Thì cũng vô tình thôi đi gặp bắt gặp được một quán bánh xèo xứ Quảng luôn. Thấy một cái chú đứng bán thôi nhưng mà rất là nhiều khuôn. Giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Đây, tôi tính xem là bao nhiêu cái khuôn nha. 2, 4, 6, 8, 20 cái hả chú? Một mình chú xoay sở kịp không? Thì bao nhiêu năm nay rồi mà. Chú đúp bao nhiêu năm rồi? 3, 4 năm. Dạ. Là mà 20 cái khuôn này là một mình chú đúp thôi hả chú? 20 mấy năm ở cái góc này luôn hả chú? Đâu, 3, 4 năm thôi. Là trước đó chú đúc ở đâu? Đúc ở gần chợ rồi. Dạ. Chú là quê ở Quảng Ngãi luôn hả chú? Quảng Ngãi ở chỗ nào chú ha? Ở đâu của Quảng Ngãi chú? Ở Bình Sơn hả? Chú vừa đây lâu chưa? Dạ. 8 năm, 90 á. Dạ. Mà chú học cái nghề bánh xèo này ở đâu? Không, cái này là bí quá rồi, cái nghề này. Nói chung là làm ăn lỗ hết vốn rồi. Nghĩa là mình hết vốn rồi, không giờ không còn làm cái gì hết, mình làm bánh xèo. Bánh xèo hết vốn. Nhưng mà ngoài quê Quảng Ngãi mình là thường đúc cái khuôn nhôm á chú. Khuôn gang á. Ở quê mình á. Đúc cái khuôn gang á. Có nhiều người á là đúc khuôn sắt. Dạ. Lúc đầu rồi chú đúc được mấy cái khuôn? Mới đầu hả? Thì cái này 6 cái, mới đầu là mua đúc ra là 6 cái rồi. Nó tăng lên 8 cái, 10 cái, 12 cái. Là do khách nhiều hay là do là mình... Khách đông. Dạ. Đông rồi. Bàn hả? Mình đúng được 20 khuôn là từ lúc nào? Từ Tết tới giờ hả? Là khách đông quá nên là phải đúc 20 khuôn đúng không? Chú rất là dễ thương. Chính cái mềm á. Dạ. Chú, cái này là thịt hơi mỡ mỡ nha quý vị. Chú sao bữa nay con thấy thịt mỡ nhiều rồi chú? Cái đó ba rọi. Ba rọi. Ba rọi nó mới ngon chứ. Dạ. Thịt nó mềm. Dạ. Có sợ nhiều người ta không ăn thịt được á. Còn cái tôm này mình mua ở đâu chú à? Dạ. Một ngày mình đốt hư bao nhiêu ký bột chú? Nói chung là bánh thì từ 4 đến 500 cái. Chứ không tính bình phí. 4-500 cái bánh xèo. Rồi ngoài mình bán thì còn ai phụ bán với mình chú? Nói chung là hai vợ chồng, mùa hè thì có hai đứa con cũng đi học rồi hai chồng. Cứ hai vợ chồng lủi thủi làm như mấy thôi hả? Cái này là bao nhiêu bánh, một cái bánh xèo chú hả? 5 ngàn thì một ngày cũng trừ chi phí hết thì cũng đủ hai vợ chồng sinh sống nuôi con ăn học. Dạ. Mình miền Trung mình vô mình cũng cực khổ. Chịu cực chịu khổ để mình làm kiếm tiền mưu sinh. Tại sao mà nó nhiều khuôn không? Dạ. Có nghĩa là lượng khách đông thì cũng đúng rồi. Nhưng mà càng khuôn nhiều chừng nào á là lượng giàu càng ít. Dạ. Mà giàu càng ít á thì cái nhiệt càng nhỏ. Dạ. Mà nó cái độ bánh nó tương đối nó hơi dùng dòng người ta thích ăn. Còn ăn theo kiểu quê mình nó mềm được mềm thì trong ngày ít người ăn lắm. Dạ. Cho nên nếu mình đốt cây nó vừa hơn tấu cáo á người ta ăn nhiều. Dạ. Cho nên nhiều đứa Bình Định nó tới đây hả? Bình Định là phải bao nhiêu tỉnh thành nó phải 95% là Bình Định không? Dạ. Đứa nó tới nó ăn 10 cái. Dạ. Mình bánh xèo xứ Quảng nhưng mà dân Bình Định ăn nhiều nhất. Tại vì mình đúc cái khẩu vị này là Bình Định và ăn nói chung nữa, Quảng Ngãi mình mới đầu ăn mềm ha. Đưa thử 2-3 cái. Sau này ăn đi tỉnh này không ăn mềm chống chung.
Nói chung là theo khẩu vị của người miền Trung. À, một ngày thì chú làm từ lúc mấy giờ tới mấy giờ chú? 6 giờ, bữa nào sớm sớm là 6 giờ, hôm là 6 rưỡi chiều. Từ 6 giờ đến 6 rưỡi á, đúc nước nó cũng cỡ tầm 9 rưỡi. 9 rưỡi là xong, là trong vòng 3 tiếng mà đúc được 500 cái bánh xèo. Chú nay được nhiêu tuổi rồi? 50. Dạ. Quý vị có thấy chú lên nay đó 50 tuổi nhưng mà cái động tác tay cũng rất là lẹ, nhanh nhẹn. Tại vì đốt tứ 20 cái khuôn lận nên là phải di chuyển thường xuyên chứ không là bánh nó cháy. Thịt của chú là thịt ba rọi nha quý vị. Đúng rồi, thịt ba rọi với con. Thịt đó là ướp thịt xong là hấp. Dạ. Hấp cái xào. Dạ. Hấp là để nó giữ cái độ ngọt của thịt. À, là có mấy chỗ khác thì người ta xào đúng không chú? Xào á thì nó sẽ nó bị dầu á. Dạ. Mà nó béo hơn nữa cho nên nhiều rọ. Dạ. Đây bột đó nha. Dĩ lắm á. Nghĩa là ngâm gạo ngâm đây ha, là mình xay bằng nước lọc. Dạ. Nước công tên đó mà phải lọc ra. Dạ. Xay xong rồi bắt đầu nấu lá dứa. Dạ. Lá dứa đó. Dạ. Để cho nó mát. Dạ. Dạ. Là có nghĩa là một cái bánh xèo của mình là làm rất công phu. Nói chung là mình làm riêng cái bột này là mình gạo không thôi. Gạo không rồi mình nghĩa quê mình. Dạ. Với lại chút bột ngọt, chút muối. Rồi. Dạ. Không bỏ gì mà. Dạ. Nhưng mà trước khi ấy là mình phải dùng mình nước lọc đúng không chú? Đúng rồi. Nước lọc. Nước lọc sau mình mua lá dứa thì mình nấu sâu. Nấu sâu. Cái lá dứa là để thơm bánh phải không chú? Thơm với lại nó mát. Cái quan trọng là nó mát. Dạ. Rất là độc á, con thấy vô nghề nấu nấu ăn ha. Ai mà bám mà có cái tâm cũng khó. Dạ đúng rồi, mình làm có cái tâm thì rất là quý. Con thấy trong cái hẻm này rất là cũng rất là vắng nhà, nhưng mà mình ngày mình bán được 500 cái bánh xèo là cũng là giỏi đó chú. Nói chung là cái lượng khách ăn thì không có đông nhưng mà một người ăn nhiều. Dạ. Là bánh xèo mình ngon nên người ta ăn là ăn nhiều. Cái lượng mà khách mua về nhiều không chú? Nhiều. Dạ. Mua về như Tây Hùng á, Quảng Ngãi hả? Dạ. Mua là từ 60 đến 100 cái. Dạ. Dạ con thấy cái này mình dùng bếp điện hả chú? Bếp điện. Mình không dùng, ví dụ như mình dùng lò lửa thì nó sao chú à? Nói chung là hồi xưa là làm than củi. Dạ. Không, mà nhà đó là hảo bánh xèo lắm. Dạ. Ăn bánh xèo gọi là từ cơm đó. Dạ. Mà khi than củi em biết sao nó đông khách đó. Dạ. Là mình phải làm giàu nhiều. Có khi là ở một giá này nè. Dạ. Mà cấm xèo. Bây giờ hiện tại ví dụ như bây giờ đang đúc nè, một giá này là em làm từ 3 đến 4 được cấm xèo. Dạ. Đó, thì giàu ít đó là mình ăn không ngán. Dạ đúng rồi. Mình ăn mỗi ngày không ngán. Rồi cho nên hồi xưa đúc than củi ăn bánh xèo mà ví dụ như chiều chiều không nấu cơm đúng không? Dạ. Cái ăn no rồi thôi, con giải mình biết rồi, ăn dạ. Ăn cho nó. Dạ. No xong cái bắt đầu cái khuya, cái đốt tiếp cái tầm đêm á, bán không hết, để ngày mai ăn không từ đầu. Dạ. Nó giàu nhiều quá. Dạ. Mà bây giờ mình tới thật, mình không đốt giàu nhiều á, nó cháy bánh. Dạ. Một ngày mình bán không biết bao nhiêu mà nó cháy cũng trở tầm 10 đến 20 cái rồi. Dạ. Với lại nó đỡ ăn, đỡ béo, đỡ ngán, nhiều đúng người rồi. Ăn như đỡ mập nữa, nhiều. Với lại thường thường em biết bánh xèo á nó nóng là do gì đó, giàu nhiều. Dạ. Yeah. Giàu nhiều nó nóng, còn bây giờ mình gọi là 1 lần 2 đến 30 lần á, ít rồi. Cho nên cái bánh của mình ăn nhiều. À, một lao ra cho con múc từ từ cho con coi bao nhiêu lượng dầu, bao nhiêu. Đây rất ít quý, rất ít dầu. Không có bao nhiêu hết đâu nha. Dạ dạ dạ. Đấy rồi chú còn bỏ lại chưa lại nữa. Đấy không, quý vị có thấy không? Chú là tên gì chú? Hùng. À, chú Hùng. Dạ con quay quảng cáo cho mọi người mọi người xem để ủng hộ chú Mười. Chú Hùng nè, chú Mười chú. Hùng. Chú Hùng. Dạ. Nhưng mà thấy hầu
Quảng Ngãi mình hầu như ai cũng mới đầu ha, ăn mì giống khẩu vị quê á. Dạ. Nhưng mà ăn theo kiểu này là ai cũng đã ăn rồi đó. Dạ. 10 người đấy thấy 6 người thích ăn dài hết. Dạ. Còn 4 người thì vẫn còn giữ cái ăn hơn mình mẹ. Dạ. Giờ mình 50 tuổi rồi, tính làm bao nhiêu năm nữa là về quê chú? Nói chung là phải nuôi cho mấy em sau thì mấy bây giờ mới học lớp 10 mấy. Dạ. Gia đình con thằng anh thì bây giờ mới thi đại học đấy. Dạ. Là mình chuyển hết nhà mình vô đây ở rồi chú? À, vô rồi, thanh niên mà. Dạ. Vô rồi, thanh niên. Chú có hay về quê rồi không? Thỉnh thoảng có gì. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng chú Hùng là dìu dắt nhau có hai đứa con vào Sài Gòn là mưu sinh lập nghiệp. Hai vợ chồng lủi thủi vẫn bán bánh xèo, góc đường này cũng khá là lâu rồi, di chuyển qua nhiều địa điểm nhưng mà bánh xèo của chú là rất là ngon nên là được rất là nhiều người biết đến. Một ngày là chú bán rất là nhiều bánh xèo, khoảng 400-500 cái, nhưng mà rất may là được nhiều người thích nên là bánh xèo của chú đêm nào cũng bán hết. Đây rau ăn bánh xèo, cải nè, cải này, rau xà lách được rửa rất là lặt, rửa rất là sạch sẽ. Bên này là rau trộn rau hả cô? Mình có giáp cá gì nữa cô hả? Rau thơm, rau quế, tía tô. Rất là nhiều loại rau nha quý vị. Anh ăn bánh xèo này thấy sao? Bánh xèo của chú Hùng rất là ngon, vừa mềm. Thịt của chú là thịt ba rọi nên rất là ngọt. Bên trong này có tôm nữa, ăn giòn giòn sực sực thì rất là ngon. Quý vị, các bạn tới ủng hộ chú thì đi sớm sớm nha. Chú bán tới 9 giờ là nghỉ rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Quán bánh xèo của chú Hùng là nằm dưới ngã tư nha quý vị. Ngã tư này thì có 3 đường lận, đường 27, đường 12 với là đường 26, phường của Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nha quý vị. Quý vị mà nếu vô tình mà lạc vô đây thì ghé quán chú ăn. Chú vẫn một mình lủi thủi quán bánh xèo. Be better when I'm with you.